Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món gà chiên nước mắm nhé. Để chuẩn bị cho món gà chiên nước mắm thì các bạn mua cho mình một con gà nhé, thịt sạch sẽ đi các bạn ạ. Đây, con gà mình mua là 1,7 cân khi chưa mổ ra các bạn nhé. Xin mổ ra đây, còn khoảng như này. Và để chuẩn bị cho gà ướp gà chiên nước mắm thì các bạn chuẩn bị cho mình gừng này. Thì các bạn băm cho mình một ít gừng này, đi gừng để thái này. Và các nguyên liệu thì bây giờ mình sẽ làm các bạn nhé. Các bạn thái hành ra cho mình. Đây là hành tây các bạn nhé. Thì có hành tây ấy, thì nó sẽ mất hết mùi hôi của gà. Các bạn thái cho mình ít xả nhé. Các bạn đi giã xả cho mình nhé. Các bạn thái cho mình một quả ớt này. Nếu các bạn ăn được cay nhiều thì các bạn có thể cho nhiều hơn nhé. Hoặc là không ăn được cay thì các bạn không cho ớt cũng được nhé. Một ít lá chanh. Để cho mùi gà của mình thơm ấy. Thì trong vườn thì mình có những loại rau cỏ này thì mình sẽ làm luôn ấy. Các bạn thái vừa là chanh dài ra, không cần phải nhỏ nhé. Hành lá thì mình để sau cùng các bạn nhé, lúc nào được thì mình mới cắt vào sau. Bây giờ mình sẽ tiến hành ướp gà nhé. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát này, mình sẽ cho bột canh và mì chính vào. Các bạn cho mình 2 thìa bột canh nhé, và các bạn cho mình 1 thìa bột ngọt hay gọi là mì chính ấy. Các bạn trộn đều lên, sau đó mình sẽ ướp nhé. Các bạn sắp vào khắp người con gà cho mình. Một phần thì các bạn cho vào trong bụng cho mình nhé. Các bạn sắp con gà cho mình để cho nó ngấm gia vị nhé. Các bạn cho mình lá chanh này, gừng này, xả này. Mình cho đều vào này, mình ướp các bạn nhé. Ớt này. Mình cho vào đây 1 thìa bột canh nhé. Để cho bụng con gà thơm thì các bạn cho mình 1 phần vào nhé. Rồi các bạn cho sang bên ngoài cho mình ướp hết bên ngoài. Các bạn ướp khắp 10 con gà cho mình nhé. Các bạn ướp cho mình tầm 20 phút nhé, sau đó mình sẽ đem lên bếp để mình nấu. Các bạn cho chảo lên bếp nhé, và mình sẽ cho dầu vào. Các bạn cho mình khoảng 3 thìa này dầu nhé. Và bây giờ các bạn cho mình hành này, gừng này, mình phi lên nhé, cho thơm. Và
mình có ít cộng sẵn sả mình cũng cho vào đây để mình phi hơn cho thơm các bạn ạ. Và bây giờ các bạn cho mình gà vào nhé, khi hành nó đã thơm rồi. Các bạn rán qua gà cho mình. Mình rán đều trước mặt các bạn ạ. Mình rán với lửa vừa đấy các bạn nhé, để cho nó đỡ bị cháy. Các bạn có thể dưới cái phần mỡ lên trên chân gà nhé. Không có chảo thì các bạn có thể dùng là nồi sâu nhé. Bây giờ mình chuyển vỏ chân gà. Thì các bạn bây giờ mình sẽ pha nước để mắm nhé. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một bát con nước mắm này. À, nước này. Mình cho 1/3 bát con mắm các bạn nhé. Và các bạn cũng cho mình 1/3 bát con này đường. Các bạn làm hòa tan hỗn hợp này cho mình nhé. Sau đó mình sẽ cho vào cái nồi gà. Đây các bạn, khi gà là rán vàng nhé, thì các bạn cho mình đun chén rượu này, mình đun vào vàng để cho nó gà nó hút mùi tanh nhé. Và các bạn cho mình bắt con nước mình pha mắm đường và nước lọc. Bây giờ các bạn đun lên cho mình nhé. Các bạn đun cho mình sôi lửa nhé. Các bạn có thể dưới lên nhé. Và sau đó mình sẽ nhỏ lửa để cho nó chín. Các bạn đậy cho mình vung để cho nó chín nhé. Đây các bạn nấu đến lúc nào nước nó sánh lại như thế này nhé là được rồi đấy. Và các bạn có thể kiểm tra lại xem gà của mình chín chưa nhé. Khi nước của mình ấy, nó khô sánh lại. Và các bạn lật gà cho mình nhé, mình đã lật rồi đấy. Bây giờ các bạn có thể xiên đũa nhé, qua cái đùi gà này. Nếu mà cái nước đỏ nó không còn lên nữa là được. Như thế này là nước đỏ không còn lên nữa các bạn ạ. Bây giờ các bạn chỉ cần cho hành nữa vào thôi. Đây các bạn, khi các bạn cho hành lá vào, hành lá chín là các bạn tắt bếp cho mình nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra đĩa để nguội là có thể thưởng thức thôi. Đây các bạn, sản phẩm của mình sau khi làm xong đây là một con gà như này các bạn nhé. Rất ngon. Và các bạn để nguội thì mình có thể dùng kéo mình cắt ra để mình ăn hoặc là mình xé nhé, tùy theo nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món gà chiên nước mắm nhé. Rất đơn giản tại nhà, các bạn có thể làm cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Với một con gà độ 1,5 cân các bạn ạ. Và một ít gừng, một ít sả, một ít lá chanh, một ít hành lá và củ hành tây các bạn nhé. Và các gia vị. Và các gia vị như bột canh, mì chính và ớt nữa, các bạn có thể cho tiêu tùy theo nhé. Mắm và đường với nước là các bạn đã có một món gà chiên nước mắm như thế này rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ẩm thực miền quê nhé.